có điểm gì đặc biệt hơn so với các ứng viên khác? Ơ! Của ứng viên khác á? Điểm yếu của em là gì? Là em không có điểm mạnh. Trời ơi! Làm thế nào để cái hồ sơ của mình nó nổi bật hơn? Mình theo đuổi một cái ngành hot thì liệu là cái tương lai của mình nó có được đảm bảo? Cái kỹ năng mà anh muốn nói ở đây là như thế nào? Học và có được những cái chứng chỉ ngắn hạn này nó có nhiều ý nghĩa trong cái việc mình đưa ra quyết định để tuyển dụng các bạn trẻ hay không? Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Con người đang bị chi phối bởi chủ nghĩa nhanh và ngắn hơn nữa. Bài viết được viết và đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Đức Nhân. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Giải mã chất gây nghiện của TikTok, nhanh, ngắn và sex. 17 năm trước, khi lập ra Facebook và chứng kiến startup của mình nhanh chóng đạt được 100 triệu người dùng, Mark Zuckerberg từng có một câu trả lời khiến toàn thế giới phải sững sờ, rằng anh không ngờ con người lại là sinh vật tọc mạch đến như vậy. Có một sự thật mà tất cả chúng ta đều không để ý tới, đó là thì ra con người không chỉ quan tâm tới các vấn đề của họ, mà còn cả những người xung quanh họ đến mức điên rồ. Gần 10 năm sau, vào năm 2014, khi Facebook đạt hơn 1 tỷ người sử dụng hàng ngày, còn Mark Zuckerberg lúc này đã trở thành một trong những người giàu có nhất hành tinh. Anh lại có một phát biểu khiến giới truyền thông toàn thế giới phải chú ý. Mọi startup kỳ lân muốn tăng trưởng thật nhanh thì nó có quyền mắc sai lầm và can thiệp vào những thông tin bí mật của khách hàng. Và đó cũng không thể định nghĩa là một điều sai trái. Phát ngôn này xuất hiện giữa cơn bão truyền thông nhắm tới mạng xã hội Facebook khi nền tảng này vướng vào một loạt các bê bối và chỉ trích liên quan tới động thái thu nhập thông tin cá nhân của người dùng để bắt đầu đưa ra những đường lối kinh doanh, hay nói trắng ra là kiếm tiền nhất có thể. Hiểu một cách đơn giản thì người sáng lập của Facebook muốn truyền đạt một chân lý chói lòa trong giới công nghệ, đó là đừng quan tâm tới sự riêng tư của người dùng nếu muốn trở thành kỳ lân công nghệ. Và chớ trêu thay, thực tế, rất nhiều các startup đã lên sàn chứng khoán hay được định giá tỷ đô trên khắp thế giới đã và đang làm đúng như những gì mà Mark truyền tải. Bằng những thuật toán phức tạp cùng sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thì Facebook giờ đây thực sự là một cỗ máy kiếm tiền khủng khiếp dựa trên thông tin thu thập được từ khách hàng, làm giàu cho Zuckerberg, cho các cổ đông của Facebook. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 2 năm gần đây, theo quan sát của tác giả, có một điều gì đó dường như đang khiến cho Facebook đã không tăng trưởng nhanh như giai đoạn trước đó. Facebook không chỉ chững lại mà còn gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn mà Zuckerberg tưởng tượng. Người dùng thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ những người sinh năm 2000, Gen Z, ít hứng thú với Facebook hơn trước. Đối với một người luôn theo dõi sự chuyển biến của công nghệ như mình, thì đây là một điều khá là thú vị. Trước đây, đối mặt với Instagram, Snapchat, hai startup kỳ lân có tốc độ phát triển nhanh đúng theo cách mà Mark mô tả, thậm chí còn nhanh hơn cả Facebook, thì Facebook đã có một pha xử lý cực kỳ cáo già và đầy thủ đoạn trong chuyện tránh khỏi việc bị lật đổ khỏi ngai vàng. Facebook nhanh chóng tìm cách thâu tóm Instagram với cả 1 tỷ đô. Giả sử thương vụ này không xảy ra, giả sử các nhà sáng lập Instagram từ chối cái giá này vào năm 2012, thì xin chúc mừng họ vì nó có giá trên dưới 100 tỷ USD vào năm 2021. Và có lẽ chính Instagram sẽ hất cẳng Facebook khỏi vị trí mạng xã hội lớn nhất thế giới. Còn với Snapchat thì lại là một câu chuyện khác. Mark Zuckerberg đã không thể thuyết phục được bằng tiền, thậm chí là Snapchat chấp luôn các sự đe dọa. Sau khi Snapchat từ chối lời mời bán mình ban đầu là 3 tỷ và lần thứ hai là hơn 4 tỷ đô của Mark, cũng như công khai đối đầu trên thị trường, thì Facebook đã sử dụng một chiêu bài cũ mà đầy hiệu quả. Copy tất cả những tinh hoa của Snapchat cho một nền tảng khác là Instagram, một sản phẩm cực kỳ thú vị mà Facebook mua lại. Tính năng Stories trên Instagram và Facebook chính là thứ tài sản quý giá nhất mà Facebook bê nguyên từ cái tên cho tới tính năng mà Snapchat phát triển. Nghĩ nó cay cho Snapchat phết ấy. Mẹ nó cay tươi nhờ à! Sau vụ Snapchat khoảng 1 năm, lại có một con kỳ lân ngoại hạng xuất hiện, có tên là WhatsApp. Khi chứng kiến nền tảng này đạt được 450 triệu người dùng trong một khoảng thời gian cực ngắn, nhận thấy khả năng WhatsApp có thể đe dọa tới mức độc bá của mình, Facebook với tôn chỉ
thứ gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Đã dàn xếp và mua lại với cái giá 20 tỷ đô, đi kèm với lời hứa sẽ không bao giờ tích hợp và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trên WhatsApp cho các mục đích thương mại của Facebook. Dĩ nhiên, như chúng ta đã biết, Mark Zuckerberg không hề mang họ hứa. Vài năm sau, mọi chuyện đã thay đổi. Facebook đã sử dụng thông tin người dùng trên WhatsApp để bắt đầu đòi lại từng đồng xu nó đã bỏ ra để thâu tóm ứng dụng này. Như một câu nói nổi tiếng trong mọi bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, núi cao thì còn có núi cao hơn. Cuối cùng thì sức mạnh của đồng tiền cũng như quyền lực của Facebook cũng đã phải dừng lại ở chính Trung Quốc. Mọi chiêu trò và khả năng kiểm soát những sự vùng dậy của các startup tiềm năng từ Facebook đã không chạm tới thế giới công nghệ ở Trung Quốc. Một con quái vật công nghệ đang trỗi dậy ở phương Đông, đe dọa sự thống trị của Facebook, mà nền tảng này chẳng có thể làm gì khác được. Nó có tên là TikTok. Rồi một đám mây đen khổng lồ bắt đầu vần vũ trên bầu trời. Về cơ bản, TikTok hội tụ đủ những thứ mà một sát thủ Facebook phải có. Rất nhanh trong trải nghiệm, nội dung đa dạng, ngắn gọn dựa trên những video ngắn nhưng có khả năng phát tán và nhanh chóng gây nghiện. Và quan trọng nhất là TikTok mới mẻ. Nó phù hợp với thế hệ người dùng mới, những người thậm chí còn không có kiên nhẫn để xem một ảnh tĩnh hay một vài thông tin về một người bạn mới trên Instagram hay là Facebook. Một điều gì đó khiến cho họ trở nên rất vội, dường như là họ không có đủ thời gian để tìm kiếm những thông tin chi tiết. Cái họ muốn là ai đó, ngay lập tức hãy cho họ xem những gì đang là trào lưu hot nhất trên cộng đồng, ngay và luôn. Và TikTok đã làm điều đó rất tốt. Thực tế, chính TikTok đã xoán ngôi Facebook trở thành nền tảng thu hút 1 tỷ người dùng mỗi ngày trong thời gian ngắn. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng TikTok lại được hưởng lợi từ những yếu tố bên ngoài như tốc độ truyền tải Internet, khiến trải nghiệm video nhanh nhưng vẫn đảm bảo được hình ảnh. Cộng với giá thành phần cứng ngày càng rẻ nhưng hiệu năng thì lại mạnh mẽ hơn. Hai yếu tố này đã góp phần giúp và vô tình thúc đẩy cho sự phát triển đầy vũ bão của TikTok. Có một điều từ đầu video mà mình chưa đề cập tới, đó là song song với những khoảng tối ít khi đề cập tới thì những kẻ đi trước như là Facebook, YouTube, Instagram cũng đã chứng minh được tính hữu ích và có giá trị khổng lồ cho người dùng. TikTok cũng như vậy, nó đem tới cả lợi lẫn hại. TikTok, nền tảng chia sẻ video trào lưu, thực sự là một nền tảng có thể chắp cánh cho bất cứ người dùng nào xứng đáng, có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhờ sự nổi tiếng nhanh chóng, họ có thể kiếm tiền thông qua bán hàng, bán quảng cáo trên những video của mình. Đó là lợi thế rất lớn khi không chỉ người dùng mà còn vô số các thương hiệu và kênh tiếp thị tìm kiếm lợi nhuận trên TikTok bằng cách liên tục xây dựng các video quảng cáo dạng ngắn. Rõ ràng thì đây là cách quảng cáo trực quan và hiệu quả hơn hẳn phương pháp quảng cáo thông thường. TikTok không chỉ là một ứng dụng giải trí thông thường mà nó còn giống như một chiếc TV thu nhỏ, sở hữu vô số kênh giải trí và truyền thông. Đáng nói hơn là tốc độ trải nghiệm trên kiểu TV này vô cùng nhanh, kiểu tốc độ mà Facebook cùng nhiều nền tảng khác rất thèm khát. Có thể nhận định rằng, ứng dụng đến từ Trung Quốc này đang nằm ở bậc cao nhất trong chuỗi các sản phẩm công nghệ có tính trải nghiệm nhanh. Điều này đem đến nhiều cơ hội và sự tiện lợi. Nhưng đổi lại là những sự phiền toái vô hình cho những ai tình nguyện hoặc vô tình trở thành con nghiện trên TikTok, đặc biệt là hàng triệu con người thuộc thế hệ Gen Z, là những người dùng luôn khao khát trải nghiệm mọi thứ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, không phải cái gì nhanh thì cũng tốt. Trong chủ nghĩa đi nhanh và phá đổ mọi thứ mà TikTok đem lại, nó còn mang tính hủy hoại chính người dùng mà bản thân họ rất khó để nhận ra điều này. Nguyên liệu chính của chất gây nghiện mang tên trải nghiệm nhanh. Rõ ràng, TikTok dường như đã tiêm một chất gây nghiện gì đó vào đầu của người dùng. Hẳn là các bạn đã có một vài lần trải qua cảm giác vuốt màn hình TikTok trong vô thức và không thể rời khỏi nó khi liên tiếp có những video thú vị tiếp theo. Có nhiều thứ gây nghiện, nhưng những thứ gây nghiện nhất đối với chúng ta gồm 5 điều sau. 1. Vẻ đẹp hình thể. Là điều mà nhiều người trong ta coi đó là sự suy truy cầu quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đó là vì sao những ứng dụng edit, filter có tác dụng bóp méo hình ảnh của chúng ta một cách phi lý lại được ưa chuộng đến như vậy. 2. Tiếp theo là những ham muốn hay là những sự công nhận về bản thân. Về những gì chia sẻ phải được công nhận qua like, share và thả tim trên Facebook hay TikTok.
chúng ta có cảm giác gì đó gần như là phê pha khi 2 đến 3 ngày liền nếu đạt được vài trăm like cho một tấm ảnh tự sướng. Ngược lại thì bạn cảm thấy tồi tệ nếu như những gì mình đăng tải không đạt được con số mà mình ước lượng. 3. Tiếp tục là sự hài hước đến nhảm nhí. Rõ ràng là hài hước là một thứ gì đó có thể gây nghiện. Điều đó cũng là lý do mà tất cả các show truyền hình hiện nay đều cố gắng nhồi nhét những yếu tố hài vào trong format của mình. 4. Tiền bạc luôn là ham muốn có sự cám dỗ vô cùng lớn đối với bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào. Nói về việc có thể kiếm được lợi nhuận thì việc bán hàng, bán quảng cáo trên Facebook đã là một điều phổ biến từ rất lâu. Còn hiện tại, YouTube, TikTok cùng các nền tảng livestream đem tới cho các streamer chuyên nghiệp những khoản từ hàng nghìn cho tới cả triệu đô. Vừa được giải trí, được làm những gì mình muốn mà lại kiếm được tiền. Một lý tưởng hấp dẫn, đúng không nào? 5. Và cuối cùng là sex. Các nội dung đang phân tán trên các nền tảng nhanh và ngắn đều có nhiều chất liệu tình dục ở trong đó, từ hình ảnh, video ngắn cho tới âm thanh. Điều này Tinder và Instagram đã làm rất tốt qua hình ảnh. Và đến lượt Snapchat cùng TikTok còn làm tốt hơn thế qua các video ngắn và nhanh. Có rất nhiều nền tảng thu hút sự chú ý của chúng ta dựa trên 5 yếu tố này. Nhưng chỉ có TikTok là hội tụ đủ cả 5 yếu tố gây nghiện trên. Thậm chí là với thuật toán và sự sắp xếp của AI, trí tuệ nhân tạo, TikTok còn đẩy mạnh được khả năng giới thiệu và hiển thị những video ngắn có đủ cả 5 yếu tố trên đến bất cứ người dùng nào trong hơn 1 tỷ người dùng mà nó sở hữu. Khác với Snapchat, mọi hình ảnh và video liên quan đến sex sẽ bị xóa ngay trong 24 giờ đồng hồ trôi qua, thì TikTok lưu lại toàn bộ để lấy đó làm data, dữ liệu hiển thị tới người dùng dựa trên thuật toán của nó. Và tất nhiên, khi lượng data và số lượng nội dung vô hạn đó liên tục được đẩy thẳng cho tới người dùng tiêu thụ như vậy, thì chuyện ai đó trở thành con nghiện chỉ là sớm và muộn mà thôi. Cái hay và cũng là điểm mạnh không thể phủ nhận của TikTok đó là nó vừa có thể tạo ra những trào lưu mới và đồng thời cũng hồi sinh những cái cũ. Hiệu ứng khai quật, khảo cổ hay là cậy nắp quan tài. Vì thế những ca khúc, những giai điệu, một video hài hước hay kỳ cục đều tiềm ẩn cơ hội bùng nổ, trở thành trào lưu ở trên TikTok. Điều này đem tới cho người dùng sáng tạo nội dung trở thành một hiện tượng và có thể kiếm được tiền chỉ bằng một khoảnh khắc lóe sáng. TikTok không chỉ nhanh trong việc sáng tạo trào lưu mà nó còn nhanh chóng trong cả việc giúp nhiều người tỏa sáng cũng như nhanh chóng trong cả việc kiếm được cái gì đó từ nền tảng này. Nhưng từ đây xuất hiện hai vấn đề mà cá nhân mình đánh giá là rất nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng tới chính người dùng và khiến cho chúng ta lệ thuộc vào bất cứ một nền tảng nào đó, chứ không chỉ là TikTok. Một vấn đề nữa là những nền tảng theo chủ nghĩa nhanh hơn bây giờ đang tập trung vào thu hút người dùng không biết cách tự bảo vệ mình trước những mặt tiêu cực của nó. Nói nôm na là những nền tảng mạng xã hội giờ đây đang tìm cách đánh gục sức đề kháng trước những mặt tiêu cực trong bộ não của bạn. Và rồi không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ nghiện chúng mà thôi. Trong bộ phim tài liệu về mạng xã hội trên Netflix, The Social Dilemma, thì những nhà phát triển công nghệ thu hút sự chú ý và đầu độc những người dùng đã nhận định rằng thế hệ những người dùng sinh sau năm 1997 tới Gen Z trở đi là những người đầu tiên trong lịch sử coi việc trải nghiệm Internet là một phần tất yếu của cuộc sống. Nói cách khác, Internet đã trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của thế hệ này. Vì thế, nhóm người dùng này trở thành những tín đồ tích cực nhất trong việc trải nghiệm và lan truyền những giá trị nhanh mà các nền tảng họ sử dụng đem lại. Vấn đề nghiêm trọng hơn khi nhóm người dùng trẻ tuổi này lại coi những giá trị mà họ đang trải nghiệm trên không gian ảo lại đáng giá hơn những trải nghiệm thực tế. What? Từ bao giờ điều này lại xảy ra vậy? Họ trở nên để ý tới diện mạo trên từng ứng dụng nhiều hơn chứ không phải là hình ảnh thực tế của mình. Dùng app chỉnh sửa ảnh toe loe để nhiều like hơn là tự tập tành để cải thiện vóc dáng. Trầm cảm và buồn bã vì những comment trái chiều hay là những status ít like, thay vì tự mình nhìn lại rằng mình đã lãng phí thời gian và coi thường bản thân đến mức nào. Điều nguy hiểm nhất là nhóm người dùng này có cái nhìn tiêu cực và bi quan về cuộc sống nếu như họ không đạt được những gì cần phải có trên mạng xã hội. Điều này dẫn tới hệ lụy là họ sẽ hành hạ bản thân, dẫn tới các chấn thương về thể xác lẫn cả tinh thần và thậm chí là tìm tới cái chết. Xin nhớ cho đây không phải là sự nâng cao quan điểm của người viết mà là dẫn chứng từ các số liệu trên khắp thế giới cho thấy số người dùng trẻ tuổi tự sát đang gia tăng tới mức báo động. Nhưng mọi thứ vẫn đang không dừng lại đến từ cả hai phía,
các nhà phát triển nền tảng lẫn cả người dùng. Đám phát triển thì càng muốn tạo ra những thuật toán thu hút sự chú ý của những người dùng theo cách triệt để. Còn về phía người dùng thì họ lại coi những giá trị đó là cần thiết và có ý nghĩa hơn là những trải nghiệm thực sự. Vì thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi con người, nhất là nhiều người trẻ tuổi khi gặp gỡ, giao tiếp, trò chuyện hay thậm chí là đi tán tỉnh nhau đều không thể rời được cái smartphone. Họ cần điều gì nhỉ? Thông tin à? Những điều gì đó thú vị, nhanh và ấn tượng nhất. Dường như chúng ta đang đi ngược lại với sứ mệnh của mạng xã hội. Đáng lý ra chúng ta phải sống, phải trải nghiệm rồi chia sẻ những trải nghiệm đó lên mạng một cách chân thực nhất. Nhưng đổi lại thì chúng ta lại đang đi ngược. Ta đang lãng phí thời gian và những trải nghiệm thực tế để lôi những cái trải nghiệm trên thế giới ảo ra ngoài đời thực. Dù trải nghiệm đó nhảm nhí và hời hợt, nhưng họ đã thành công khi biến cái giá trị thành cái thật, còn cái thật mất đi giá trị và bản chất của mình. Chủ nghĩa nhanh và ngắn rất giống với trải nghiệm trong phim khiêu dâm. Nghe thật là buồn cười, nhưng cơn nghiện trải nghiệm những thông tin nhanh và ngắn có điểm rất giống với porn, phim khiêu dâm. Thực tế thì sự tồn tại và phát triển của phim khiêu dâm dựa trên tính mới lạ trong nội dung của sex cho tới vô số những lựa chọn mà bạn có thể xem. Xuyên suốt cuộc đời cả nam và nữ, bạn chỉ có thể sex với một số lượng người nhất định và sự hài lòng hay thỏa mãn là không giống nhau. Nhưng mà với phim khiêu dâm thì khác, bạn có thể xem 9.999 bộ phim với 9.999 nhân vật nữ và nam khác nhau, có vẻ đẹp hình thể khớp với những yêu cầu của bạn. Bạn có thể tìm thấy lạc thú, khoái lạc và cảm giác lên đỉnh. Phim khiêu dâm không chỉ giúp cho một ai đó giải quyết được nhu cầu tình dục của mình ngay lập tức, nhanh, nhiều lựa chọn và nhất là không mất thời gian hay là tiền bạc. Nhưng cái giá phải trả là bạn sẽ phụ thuộc vào nó, sẽ coi những trải nghiệm nhanh và ngắn đó có giá trị hơn một quan hệ thực thụ ở bên ngoài. Giống như việc xem porn, bạn càng xem thì càng muốn trải nghiệm nhiều bộ phim hơn với các nữ diễn viên nhiều nhất có thể. Thì việc tiêu thụ video nhanh và ngắn cũng như thế. Não bộ của bạn cũng quen luôn với cái việc liên tục tiết ra các chất tạo hưng phấn, hạnh phúc và vui vẻ khi tiếp nhận những thông tin, những hình ảnh và video ngắn và nhanh. Điều này dẫn tới việc số thời gian bạn bỏ ra để xem porn hay các video nhanh và ngắn nhiều hơn mỗi ngày. Thậm chí là ngay cả khi bạn kiệt sức hay không có một chút động lực gì để làm bất cứ một việc gì đó, thì bạn lại không từ chối việc trải nghiệm những thứ đã đầu độc và gây nghiện cho mình. Đó cũng chính là thứ mà đám phát triển ứng dụng theo chủ nghĩa nhanh và ngắn muốn. Thời gian của bạn là tiền bạc, thông tin của bạn là cái mà họ muốn để tiếp tục tăng mức độ đầu độc nhận thức của bạn. Hiện tại, các nền tảng nhanh và ngắn như là TikTok hay là Instagram hay ứng dụng hẹn hò Tinder đang có những tính chất thu hút người dùng đúng theo cái cách mà phim khiêu dâm đang sử dụng. Nó liên tục đẩy và chuyển phát những gợi ý về hình ảnh, video ngắn liên quan tới giới tính, sự gợi cảm cùng tình dục đến người xem. Dù cho người đó chỉ vô tình click hay là nán lại lâu hơn một chút trước một quả ảnh rất nhiều da thịt. Cũng chính vì thế mà nhiều người sáng tạo nội dung đã tận dụng cơ thể, những điều nhảy gợi lên ham muốn để thu hút người xem. Đó cũng là cách nhanh nhất để có thể truyền tải thông tin và đạt được những con số mà họ muốn đến khi gia nhập một nền tảng nhanh và gọn. Bản chất của chủ nghĩa nhanh và ngắn không chỉ là tiêu thụ nhiều thông tin nhất có thể, mà nó còn bỏ qua việc phân biệt thông tin đó là gì. Nó mang lại sự tích cực hay hậu quả ra sao? Nó chỉ muốn làm một điều, đổ vào tâm trí chúng ta những gì tạo hưng phấn và vui vẻ nhất thời, mà quên đi những khả năng có thể tìm kiếm được điều đó thông qua những trải nghiệm sống một cách đúng nghĩa. Nếu bạn gặp những vấn đề như là khó khăn khi giao tiếp với con người ở bên ngoài, không tập trung vào học tập lẫn công việc, liên tục cảm thấy stress và bất an khi không chạm vào smartphone hay là trải nghiệm internet, thì đó không chỉ là những tín hiệu cho thấy bạn là một con nghiện chủ nghĩa nhanh và ngắn, mà còn là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn đang bị chi phối bởi những thứ giả đang lan tràn ở khắp nơi, từ trên giường của bạn cho tới những nơi bạn tới, những con người bạn gặp. Hãy kiểm soát hành vi của mình, hãy tự ngăn cách mình khỏi chủ nghĩa nhanh và ngắn. Trong cuộc sống này, có những thứ không thể có được bằng cách nhanh và ngắn. Hãy kiên nhẫn với bản thân và làm quen với sự khó chịu khi tư duy, học hỏi và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Vì những thứ có giá trị thì lâu đạt được hơn những sự hời hợt rất nhiều. Hãy từ bỏ những thứ giả và quay trở lại những cái thật, là những giá trị mà nó luôn có sẵn trong bạn. Chỉ cần bạn lắng nghe và cho phép mình được cảm nhận những trải nghiệm đó một cách từ tốn và thong thả. Không có đường tắt nào cả,
Nhưng con đường để đi tới nhận biết đích thực, đó là con đường của sự chú tâm vào mỗi giây phút hiện tại của bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!